Lộc Ninh đang là điểm sáng phát triển, là nơi lý tưởng đầu tư bất động sản của tỉnh Bình Phước. Lộc Ninh với vị trí giao thông trọng điểm là cửa ngõ giao thương với nước bạn là Campuchia của tỉnh Bình Phước. Đường quốc lộ 13 đi qua trung tâm huyện, nối liền với Campuchia thông qua cửa khẩu Hoa Lư và sắp tới sẽ có tuyến đường sắt xuyên Á đi qua. Lộc Ninh có lợi thế lớn như là quỹ đất rộng, khí hậu ôn hòa, ít khi xảy ra thiên tai, nền đất cao ráo, đặc biệt là giá đất đang còn rẻ, phù hợp cho phát triển công nghiệp và đô thị. Lộc Ninh có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển công nghiệp, giao thông thuận tiện, cửa ngõ kết nối với nước bạn là Campuchia và Lào. Những tiềm năng và lợi thế ấy đã được thực hiện hóa bằng hai dự án lớn, đó là khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư và cánh đồng điện mặt trời. Các dự án được triển khai nhanh chóng, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư. Đây là những dự án công nghiệp có quy mô lớn, tạo nguồn thu cho ngân sách của tỉnh, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Đây là những điểm sáng chú ý về sự phát triển do được chú trọng đầu tư của huyện Lộc Ninh. Từ đó, kích cung cầu khiến thị trường bất động sản nơi đây trở nên sôi động và tăng nhiệt liên tục. Để thu hút nhiều nhà đầu tư đến huyện, Lộc Ninh được tập trung nhiều nguồn lực hoàn thiện các hệ thống giao thông huyết mạch như là mở rộng tuyến quốc lộ 13 đoạn Lộc Tấn - Hoa Lư dài 12,5 km, nâng cấp các tuyến đường liên tỉnh, xây dựng tuyến đường tránh quốc lộ 13 dài 10 km, tuyến đường tránh phía tây quốc lộ 13 dài 50 km, nâng cấp và mở rộng tuyến quốc lộ 14C, khởi công dự án cảng cạn ICC Hoa Lư có quy mô là 35,3 ha, bổ sung tuyến cao tốc Chân Thành Hoa Lư, bổ sung quy hoạch đoạn tuyến đường sắt từ cảng Cái Mép Thị Vải vào quy hoạch tuyến đường sắt xuyên Á. Đặc biệt, tuyến đường sắt xuyên Á đoạn Dĩ An Lộc Ninh dài 128,5 km với mức đầu tư lên đến là 948,6 triệu đô la Mỹ. Dự án đang được đầu tư và sẽ dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Một khi đi vào hoạt động sẽ kết nối Việt Nam với các mạng lưới xuyên quốc gia bao gồm là 28 quốc gia. Bên cạnh đó, khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư cũng được đẩy mạnh thu hút đầu tư. Khu kinh tế có quy mô 28.364 ha. Tính đến nay, khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư đã thu hút 83 nhà đầu tư thực hiện dự án với tổng diện tích là 1.719 ha. Trong đó có 38 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong bối cảnh cơ sở hạ tầng đang được đẩy mạnh đầu tư, khu kinh tế thu hút nhiều nhà đầu tư. Thị trường bất động sản Lộc Ninh đang là một trong những điểm sáng của thị trường bất động sản Bình Phước. Đánh giá tổng quan về thị trường bất động sản Lộc Ninh, các chuyên gia đánh giá về việc tự hưởng từ công việc phát triển đồng bộ về cơ sở hạ tầng, giao thông kết nối sẽ là đòn bẩy tuyệt vời cho thị trường bất động sản Lộc Ninh. Đặc biệt hơn, với những lợi thế về khí hậu ôn hòa và giá đất đang còn rẻ, thì Lộc Ninh sẽ là sự lựa chọn đúng đắn cho các lựa chọn theo xu hướng rời phố về vườn.